Wow, Hồng Cổ Sapa đẹp không mọi người ơi? Quá đẹp luôn. Cổ Sapa đẹp rực rỡ. Đâu em thử xem một cây nào chưa bán thì em quay cho mọi người đây. Lên cho các bác một cây Hồng Cổ Sapa rất là đẹp này. Tán to, sum, dày đẹp. Tầm này để mà tìm được một vườn Hồng Cổ Sapa đẹp bên này thì không đơn giản đâu mọi người nhé. Rất là ít, bởi vì qua cái trận lũ vừa rồi rất nhiều cây hỏng. Bây giờ chỉ còn một số ít cây đẹp như này thôi. Bây giờ bác nào cần set up biệt thự sân vườn thì IB ngay cho em. Hàng này là 5 triệu một cây nhé bạn nhé. Hàng này là 5 triệu một cây, cây cực kỳ đẹp luôn. Tán to, sum, dày đẹp. Và vanh gốc của nó rất là to. Các bạn nhanh tay lên bởi vì số lượng không còn nhiều đâu. Số lượng không còn nhiều đâu. Khách chốt đơn cũng tương đối rồi đấy. Khách chốt đơn cũng tương đối rồi này. Đây, cây rất là đẹp này. Đây. 20 này. 40 này. 60 này. 80 này. 20 này. 40 này. 60 này. 80 này. Cây này là thoát thân 80 phân nha mọi người nhé. Thoát thân 80 phân, vanh của nó là vanh 16 cho đến 17. Không, vanh của con này phải 17 cho đến 18 đấy. Vanh gốc là vanh 17, 18 mọi người nhé. Cây cực kỳ đẹp luôn. Vanh 17, 18 này. Cây cực kỳ đẹp, thoát thân 80 phân. Cây to đẹp tán sum nhá. Cây to đẹp tán sum. Em Thủy bán giá lên xe tại vườn cho mọi người là 5 triệu đồng cây này. 5 triệu Việt Nam đồng, cây cực kỳ đẹp luôn. To sum dày đẹp, tán rất là sum đẹp nhá. Chỉ 5 triệu thôi. Ai ưng cái này nhá, ai ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào phần thông tin liên lạc. Em Thủy đầu kênh, một trong những hoa hồng cổ Sapa là một trong những giống hồng cổ hoa đẹp nhất được nhiều người yêu thích nhất nha các bạn nhá. Hoa hồng cổ Sapa là một trong những giống hồng cổ hoa đẹp nhất được nhiều người yêu thích nhất ạ. Đây, cây rất là đẹp nhá. Tông màu hồng đậm, màu hồng cánh sen. Rất là đẹp. Rất là đẹp nhá. Cây này là vanh của nó là vanh 17 18, vanh 17 18 thoát thân 80 phân và ngang tán sải tay, tán của nó khoảng 1m8 cho đến 2m nha mọi người nhá. Tán của nó là tán 1m8 cho đến 2m, tông màu hồng đậm. Hồng cổ Sapa tông màu hồng đậm, màu hồng cánh sen nhá mọi người nhá. Em quay cho mọi người, bác nào ưng cây nào thì các bác nhớ bác chốt đơn chuyển màn hình gửi vào phần thông tin liên lạc em Thủy đầu kênh. Đây. Cây rất là đẹp này. Cây cực kỳ đẹp luôn. Em qua cây khác nhá. Em qua cây khác nè. Đây. Eo đẹp không? Tông màu hồng đậm, màu hồng cánh sen này. Tông màu hồng đậm, màu hồng cánh sen rất là đẹp này. Hồng cổ Sapa tán to, sum dày, tán cực kỳ dày luôn. Tán to, sum dày đẹp nha mọi người nhá. Tán cực kỳ to, sum dày đẹp luôn, tán 2m. Cây này 5 triệu nha bạn Trần Thị Thiếp nhá. Bạn Trần Thị Thiếp nhá, cây này 5 triệu ạ. Ngang tán của nó là 1m8 cho đến 2m. Cây này vanh của nó phải xấp xỉ 20. Cây này vanh rất là to nha mọi người nhá. Tán sum dày như này, mọi người thấy tán sum kín cây luôn. Và vanh gốc của nó rất là to. Vanh gốc của con này là 18 cho đến 19 này. Nhận vanh gốc 18, 19 thôi. Em lo thoát thân này, 20 này, 40 này. Cây này thoát thân khoảng 60 phân nha mọi người nhá. Cây này thoát thân thoát gốc khoảng 60 phân ạ. Ai ưng, bắt đầu ưng cây này thì chốt đơn chuyển màn hình nhá. Cây này tán rất là to, sum dày đẹp. Và cây này là hàng xanh sạch, nó không bị bệnh tật. Cây nó rất là đẹp nhá. Cây không bệnh tật thì nó mới phát được cái tán nó dày như này. Tán rất là dày luôn. Eo, hoa hồng cổ Sapa này. Thời tiết như thế nào mà là hoa hồng cổ Sapa nó đẹp? Thời tiết như thế nào thì là hoa hồng cổ Sapa nó đẹp nhá. Thời tiết mà có nắng, có gió và thời tiết nó se se lạnh như thế này là hoa hồng cổ Sapa rất là đẹp luôn. Cái nền nhiệt độ có khoảng tầm 20 cho đến 25 độ C là rất là phù hợp cho các bạn trồng hồng cổ Sapa. Các bạn trồng một cây hồng cổ Sapa đây, trồng thời điểm này thì đến Tết các bạn sẽ có một cây hồng cổ Sapa đẹp. Còn nếu các bạn trồng cận Tết quá khi mang về nhà mình kiểu gì nó cũng sẽ chột nhẹ nha mọi người nhá. Khi mặc dù đây là hàng bọn em trồng hàng thuần bịch,
hàng thuần bịch, hàng trên bịch như này, nhưng mà mang về nhà mọi người, nếu mọi người trồng thì nó cũng sẽ bị trột nhẹ một tí, nên là mọi người chú ý nhá. Mọi người mang về nhà cũng sẽ bị trột nhẹ một tí. Mọi người mang về nhà cũng sẽ trột nhẹ một tí, nên mọi người trồng từ thời điểm này đi. Mọi người trồng từ thời điểm này thì là cây nó sẽ đẹp. Khi mọi người mang về nhà thì cây nó sẽ đẹp nha mọi người nhá. Mọi người mang về nhà thì cây nó sẽ đẹp. 3 tháng cuối năm. Còn 3 tháng nữa nó mới tới là Tết, thì mọi người trồng thời điểm này thì đến Tết cây của mọi người sẽ rất là đẹp. Còn nếu mọi người trồng cận Tết quá thì cây mọi người sẽ bị trượt nứ hoa Tết ấy. Sợ là trồng muộn quá thì mọi người sẽ bị trượt nứ hoa Tết nha mọi người nhá. Bác nào ưng cây này nào? Ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi phần thông tin liên lạc em Thủy ở đầu kênh là 969162214 hoặc 911451210. Cây cực kỳ xinh luôn nhé mọi người nhá. Cây cực kỳ xinh luôn. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi phần thông tin liên lạc em Thủy ở đầu kênh là 969162214 hoặc 911451210 giúp em. 911451210 giúp em hoặc 969162214 ạ. Cây cực kỳ đẹp luôn, hồng cổ Sapa nhá. Hoa hồng cổ Sapa nhá mọi người nhá. Hồng cổ Sapa một trong những giống hồng cổ hoa đẹp nhất, được nhiều người yêu thích nhất. Còn bên này là cây bụi cổ Huế này. Bụi cổ Huế to thế này thì là 2 triệu này. Bụi cổ Huế to này là 2 triệu này. Hoa hồng cổ Huế là một trong những giống hồng cổ cũng được rất là nhiều người yêu thích luôn. Hoa của hồng cổ Huế rất là sai hoa, và đặc biệt con hồng cổ Huế này hoa nó cực kỳ thơm luôn. Hồng cổ Huế thì tông màu nó gần giống con tông màu Sapa, nó bông hoa nhỏ hơn và ra hoa sai hơn, nó ra thành từng chùm. Hoa hồng cổ Sapa thì nó sẽ ra hoa đơn bông như này này. Đơn bông như này nha mọi người nhá, đơn bông như này. Hoa nó đơn bông, nó hồng hồng phấn hồng cánh sen này, đơn bông này. Còn cổ Huế thì bông nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ ra từng chùm. Có những bông nó sẽ ra chùm như này này và hoa của nó rất là thơm. Con này là hàm lượng thơm nhất này và khỏe nhất này. Ít bệnh tật, ít sâu bệnh nhất này. Các bên mà người ta sản xuất tinh dầu nước hoa thì người ta sẽ lấy con này từ cái loại này nhé, từ cái giống này ra là người ta sẽ sản xuất tinh dầu nước hoa đấy các bạn nhá. Người ta sẽ sản xuất tinh dầu nước hoa từ cái cây này. Nên bác nào mà mua cây này để trồng biệt thự sân vườn thì IB ngay cho em. Mua cây này để trồng biệt thự sân vườn thì IB ngay cho em. Cây này là 2 triệu nhá. Cây này là 2 triệu, cỡ này là 2 triệu. Đây. Ôi, cây này cực kỳ đẹp luôn. Cây này là bán rồi này, bán cho khách rồi này, khách đánh dấu rồi. Đây. Các bạn nhanh tay nhá, số lượng có hạn thôi. Số lượng có hạn. Số lượng không còn nhiều đâu. Khách người ta chốt đơn rất là nhiều rồi. Bác nào mà cần set up biệt thự sân vườn thì mình IB ngay cho em Thủy theo phần thông tin liên lạc em Thủy đầu kênh nhá. 969162214 hoặc 911451210 giúp em. Cây cực kỳ đẹp luôn. Đây. Cây cực kỳ xinh luôn. Đây. Cực kỳ đẹp luôn đấy các bạn nhá. Cây này đẹp này. Ở vườn mình là mình còn 9 cây đẹp, 9 đến 10 cây đẹp thôi mọi người ơi, còn chục cây đẹp thôi. Còn chục cây đẹp để giao cho khách này. Nên các bạn nhanh tay nhá, bác nào còn set up biệt thự sân vườn các bạn nhanh tay cho em, không số lượng không nhiều đâu. Cực kỳ đẹp luôn. Triệu anh Vi Hùng ơi. Anh Vi Hùng ơi, cây này 5 triệu một cây. Ô anh Tuyến ơi, sao anh ở Lạc không đây à?
Đó. Thấy không? Cây cực kỳ đẹp luôn đấy mọi người nhá. Ôi hoa đẹp chưa? Đẹp quá các bác ơi, nhanh tay nha. Số lượng không còn nhiều nữa đâu.